Xin chào các quý khách hàng của Blue Sài Gòn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách cách bơm mực cho các dòng bút máy của Blue Sài Gòn. Có một lưu ý, đó là phần lớn các dòng bút máy của Blue Sài Gòn đều là nắp vặn. Để mở nắp bút, quý khách vui lòng vặn nắp bút ngược chiều kim đồng hồ. Tương tự với việc mở rụt bút, quý khách vui lòng vặn thân bút ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi mở nắp lọ mực, vui lòng đưa đầu bút vào lọ sao cho phần đầu bút ngập trong mực. Lưu ý khi bơm mực, cần dựng đầu bút xuống và vặn bích tông từ từ để lấy mực vào ống. Sau khi đã bơm mực vào bút, quý khách vui lòng lắp bút hoàn chỉnh như ban đầu, chiều xoay rụt bút ngược lại với chiều mở. Sử dụng giấy mềm hoặc khăn sạch để lau mực trên ngòi bút, nên sử dụng lớp giấy dày để hạn chế việc mực trên ngòi bút dính vào tay. Loại mực mà Blue Sài Gòn sử dụng là Pilot Iroshi Yoko. Đây là dòng mực lừng danh làm nên tên tuổi của hãng Pilot trên toàn thế giới, ra đời với ý tưởng màu sắc từ những màu sắc của thiên nhiên mang đậm nét văn hóa và con người Nhật Bản. Công thức pha mực độc đáo và sự kết hợp hoàn hảo của nhiều nguyên liệu cầu kỳ, tinh túy, hoa cỏ thiên nhiên, mực Iroshi Yoko đạt các tiêu chuẩn hoàn hảo như mực khô nhanh, không phai mòn, không bị nhòe sau khi viết, không bị thấm qua giấy và shading hoàn hảo.